Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay giá cà phê tại thị trường Việt Nam và giá cà phê thế giới trên sàn London và New York đều tiếp tục tăng. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 7 năm 2021 tăng mạnh 21 đô la Mỹ một tấn lên mức 1.461 đô la Mỹ một tấn. Các kỳ hạn khác cũng tăng mạnh từ 23 đến 34 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 7 năm 2021 tiếp tục tăng mạnh 2,55 cent một pound lên mức 145,9 cent một pound. Các kỳ hạn khác cũng tăng mạnh từ 2,55 đến 2,6 cent một pound. Sáng nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng một tấn, lên mức 33,2 đến 34 triệu đồng một tấn. Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh chủ lô hàng hơn 210 kg dâu tây Trung Quốc nhập lậu vào Đà Lạt qua sân bay Liên Khương. Trước đó, vào tối ngày 25 tháng 4, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không Liên Khương, Đà Lạt tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện một lô hàng gồm 13 thùng dâu tây không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, đựng trong các bao bì bằng giấy màu đỏ in chữ Trung Quốc, không có tem nhãn tiếng Việt và không ghi thời hạn sử dụng. Bước đầu, Công an huyện Đức Trọng xác định người nhận số hàng trên có địa chỉ tại thành phố Đà Lạt. Hiện Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với các lực lượng liên quan lấy mẫu giám định, điều tra xác minh các đối tượng liên quan, kịp thời xử lý để bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ thương hiệu dâu tây Đà Lạt. Mới đây, tại khu vực biển cách tây bắc đảo Thổ Chu, Kiên Giang khoảng 14 hải lý, đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã phát hiện và kiểm tra một tàu vỏ gỗ có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, tàu đang vận chuyển trên 70.000 lít dầu DO. Toàn bộ số dầu trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, toàn bộ số dầu trên được thu mua trôi nổi từ một tàu lạ, sau đó được bán cho các tàu cá khác trên biển thì bị bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng đã đưa tàu vi phạm về cảng Phú Quốc để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Đây là một trong những mục tiêu mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra tại hội thảo góp ý xây dựng và giải pháp thúc đẩy chương trình OCOP vừa được tổ chức. Trong đó, phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã và 30% chủ thể là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chủ thể OCOP phải xây dựng được chuỗi giá trị khép kín, gắn với vùng nguyên liệu ổn định. OCOP là chương trình mỗi xã một sản phẩm. Mục tiêu chương trình là phát triển kinh tế ở nông thôn dựa trên thế mạnh, lợi thế, đặc biệt là những sản vật, làng nghề truyền thống của các địa phương, vùng miền trên cả nước. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia và Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã tổ chức khai mạc trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa nhân dịp khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2021. 51 sản phẩm OCOP của 48 xã thuộc 12 huyện thị xã thành phố đạt từ 3 sao trở lên được trưng bày tại thành phố Sầm Sơn đã thu hút đông đảo người dân du khách đến tham quan mua sắm. Đại diện cho các cái cơ sở sản xuất và cũng như các cái sản phẩm ở Thanh Hóa thì hợp tác xã OCOP ra đời để nhằm mục đích để giới thiệu các sản phẩm, những cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền và những sản phẩm có chất lượng cao để cho các du khách về đến thành phố Sầm Sơn cũng như là tỉnh Thanh Hóa để làm sao mà cho đến cái biết được những sản phẩm đặc trưng vùng miền và những sản phẩm chất lượng của Thanh Hóa. Thanh Hóa hiện đã có 76 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 12 sản phẩm đang được đề xuất công nhận và 2 sản phẩm đang được đề xuất là sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Việc trưng bày sản phẩm tại thành phố du lịch Sầm Sơn lần này sẽ giúp các chủ thể có cơ hội quảng bá, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục sẽ tham mưu cho cấp ủy rồi cho chính quyền và đặc biệt là đồng hành cùng với các chủ thể OCOP sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông tuyên truyền. Sau đấy thì sẽ tiếp tục khuyến khích các chủ thể trên cơ sở các cái sản phẩm mà hiện có sẽ tư duy phát triển các sản phẩm mới và tạo ra sự đa dạng sản phẩm tại địa phương. Cũng trong khuôn khổ trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP lần này sẽ diễn ra hội thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia OCOP. Đợt trưng bày và giới thiệu sản phẩm sẽ kéo dài trong 10 ngày từ 24 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 năm 2021.